đi 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 bác nhỉ? Thị trấn Yên Lập đây đây. Bác Vinh. Và hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám có đến và bàn giao cho gia đình nhà bác Vinh ở tại thị trấn Yên Lập một bộ sập ngồi, sập ngũ phúc. Kích thước là 1m8 x 2m2. Đây, trước mặt quý vị đây sập vụ ngũ phúc đây và vừa lắp đặt và bàn giao thôi. Cái không gian phòng thờ ở trên tầng 2 nhà bác đây, chúng tôi vừa vận chuyển lên trên tầng 2 đây. Đây hình ảnh chiếc sập đây. Hôm nay hiện tại đang là ngày 25 Tết. Đây hình ảnh chiếc sập ngồi đây. Thì cô quay lại video clip là mặt kỷ niệm với gia đình bác Vinh. Quý vị này có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Quan Khúc, Cập Kê. Số điện thoại là 0987 510 86, là website là đồ gỗ tùng tám.com. Hiện tại đang là ngày 25 Tết âm lịch, 25 âm lịch 20 tháng 12 năm 2020, những ngày cuối năm rồi. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.